Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em. Trong video này thì mình sẽ review cho anh em về tựa game Mèo Xen ơi đừng sợ nha. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách nhập game code này. Hiện tại là có mấy cái code chung liền, khá code thì mình sẽ hướng dẫn anh em nhập luôn nha. Đầu tiên là click vào avatar nhân vật anh em ơi. Tiếp theo anh em nhìn góc dưới bên phải màn hình là có chữ mã đổi. Thì bây giờ là chúng ta nhập code thôi. Thì anh em nhập của mình luôn nhá. Đầu tiên đó chính là Mèo Tam Quark. Đấy. Đây. Luôn này. Ôi, có trang bị cam khá là ngon. Tiếp theo nữa. Một cái code thứ hai đó chính là Vip Mèo 4.8 anh em nhá. Ui, được luôn, đó chính là Quan Vũ, Mèo Quan Vũ anh em ạ. Tiếp theo là Mèo Mèo Bắc Quy. Đấy, nhập luôn. Ê, với dương gì đấy. Nghe vẻ là ngon lành cái đào nhanh em ơi. Mèo hay treo. À đủ. Mèo hay treo là cái quần què ta. Free VIP. Mèo mèo mèo. Không, có một mèo thôi anh em ạ. Ờ, cái gì nhỉ? Nhìn nó chưa quen thuộc lắm anh em ơi. Một số những cái vật phẩm đây nhìn nó là lạ và ngô ngộ. Tân thú mèo VIP. Wow, ấn ký gì vậy? Mèo H5 VIP. Cái gì đây? Môn leo vô hạn. Holy shit. Không thể tin được. Quả cốt đáng yêu thực sự anh em ạ. Ghi danh mèo. Cái bao nhiêu cốt nhỉ anh em nhỉ? Quên sớm rồi. À à, thêm một cái nón nữa này. Bakasen. Đấy, đây là một số những cái code chung ở thời điểm hiện tại anh em nha. Để chơi thử xem nào. Ok là đấy. Lệnh chiêu mộ là nhận thêm một cái này. Đâu, để chiêu mộ thử xem giam gì nào. 40 cái này, 41 cái này. Ê à, dinh dinh dinh. Lật hết. Quan Vũ, triệu vật, Quan Vũ. Bảng thống à. Cũng là phe thuộc này. Đưa cái chứ. Tiếp tục nào. Ồ, đại kiều phe ngô. Được đấy. Tiếp tục lật hết xem là có cái gì nha anh em ơi. Sao bao giờ con cam nó cũng nằm ở đây vậy? Tào tháo đuổi. Ôi dồi ôi, ngụy à. Ok la, ok la. Lật hết xem nào. Hoàng Trung, trời ơi. Thế là phe thuộc của mình có nhiều tướng phết anh em ạ. Ây à, cái gì đấy, lại khèo 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 gì đấy. Chiêu mộ x10 cái gì đấy, có một cái mà nó vẫn khèo anh em ơi. Mình chỉ có một cái vé chiêu mộ, nó khèo ác thực sự luôn anh em ạ. Húc lợi chiêu mộ, chưa có cái gì. Nạp xem nào. 550. Cái này giống như kiểu là kim cương, đơn vị tiền tệ của nó là cái gì? Cá vàng á. À, đó là mèo cho nên là chúng ta mua bằng cá vàng anh em ơi. Chi tiết. Được nhà. Thì chọn luôn, mình chưa phê thục mà. Sử dụng. Ô. Cái gì đấy? Vô hạn rút x10, thần tướng không thể bỏ qua. Vượt thêm 99 nải để mở khóa. À, cái gì nhở? Tự nhiên lại được luôn này. Loopy. Lưu thiện luôn. Ôi phe thục nhiều vãi. Ôi Khương Duy nữa này. Nhận luôn. Nhận luôn anh em ạ. À, cái đấy như là cứ vượt ải là chúng ta sẽ có thể là được nhận lực quay free. Và chúng ta có thể tùy chọn nha. Sử dụng luôn. Ngon. Ôi dồi ôi, tuyệt vời quá nhỉ. Xem mèo tướng xem có những em gì rồi. Mèo tướng của mình nó có Quan Vũ nâng cấp được lên level 100. Em đầu tiên thì mình nạp đầu 2 chục. Còn lại đây có một em nữa dùng để nâng cấp. Đây là có Lưu Bị này. Lưu Bị skill gì, có hồi máu hay không đây? Lưu Bị thì khả năng là gì? Đây là một vị tướng phòng ngự anh em nhé. Ok này, HP thấp hơn 50% vào trạng thái trị liệu. Ồ, có tí trị liệu rồi anh em ơi. Một phe thục, hai phe thục. Ôi, dưới này rất nhiều tướng cam phe thục nha anh em. Hoàng Trung, Khương Duy bằng thống. Lưu Thiện nữa này. Đấy, anh em có thể nhìn thấy một số những cái phe đây nha. Ngụy Ngô. Đó, Ngụy này. Ơ, à, sao Ngụy ít tướng ấy nhở? Thục. À, không phải. Ngô. Ok. Quần, thần và ma. Đấy, nói chung là thần với ma là mạnh nhất. Còn lại bốn cái phe này thì nó kiểu là nông sơn chơi giai đoạn đầu. Hai cái phe kia thì tỷ lệ nó hiếm hơn. Cho nên là chúng ta sẽ chơi giai đoạn về sau. Cầu phúc 9 lần. Có luôn này.
Ai à? Cái cá. À, cái này chúng ta cứ cầu phúc lam à lục. Đủ số lần thì chúng ta sẽ có thêm cầu phúc lam. Đây này. Anh em thấy không? Đấy. Không cái la đấy chứ. Hai lần này. Ở đấy bây giờ nó bắt đầu nhảy sang phần tím rồi này anh em ơi. Tôi chết tôi mất. Rồi, lắc lắc lắc. Nhặt nhặt nhặt. Đó, thì tất nhiên là những cái tỷ lệ nó sẽ tỷ lệ thuận cùng với cả những phẩm chất ở đây nha. Quẻ phúc ca thì chúng ta sẽ lắc ra được những cái tài nguyên để xịn xò con bò hơn. Ý. Xăm cầu phúc là cái gì vậy? Thành chính nó quay trở về xem nào còn số tính năng gì nữa không đây. Tăng sao môn. À, có thể tăng được quan vũ này. Ok đấy, 4 nhân thục. Là trời. Rõ vậy. Thế này thì khả năng giai đoạn đầu chúng ta cứ lựa chọn là tăng vào một em thôi đã. Với cả cái thứ hai nữa là chúng ta cứ mỗi một phe chúng ta chọn bố một con đánh cho nó dễ nâng anh em ạ. Ở về sau thì nâng mạnh mẽ lên thì dần dần thì chúng ta tính tiếp. Còn thời điểm đầu chúng ta cứ vậy thôi. Cầu phúc thì hết rồi này. Hàng ngày này, đây là nhiệm vụ đúng không? Nhiệm vụ chính tuyến nhận quà luôn. Mình thấy là có nhận được cả vé chư mộ đấy. Ờ, nhận luôn này. Rồi, đây là một số những cái số tay người mới. À, anh em có thể xem chưa số tính năng nó mở level bao nhiêu này. Ờ, được đấy nhỉ. Nếu như anh em mà thích Tam Quốc với cả thích mèo để chơi tựa game này cũng được. Rồi, còn gì nữa không? Bây giờ đi chiến đấu nha. Xem thử xem quan vũ đánh đấm như nào anh em nha. Ta là tướng Hoàng Cân dưới trướng đại tướng Quảng Hợi. Các tiểu mèo mau xuống ngữ đầu hàng. Cậu khí con nhà võ đấy. Ra trận luôn. Bỏ mấy em đi đi anh em ạ. Đây cùi lắm. Cứ cho này này. Một em vào đây đánh cho đỡ bị mất sao. Khắc chế thử xem nào. Ngụy thì lại khắc thục. Thục thì lại khắc ngô. Ngô thì lại khắc quần. Mà quần thì lại khắc ngụy. Thần ma thì chúng nó khác nhau. Và đây là đội hình khắc chế sẽ được tăng thêm 15% sát thương. Ồ thế này thì không khác nhau gì cả. Rồi. Còn cái gì nữa không nhỉ? Tướng ra trận. Không có gì luôn. Rewind thử xem nào. Không cần. Một em đã bảo là không cần mà lị. Rồi, chiến đấu. Chưa mở được tốc độ anh hai. 3.10 mở được. Sao thằng quan vũ bên kia to thích nhỉ? Nó là boss à? Nó là boss thì phải, cho nên là nó to hơn mình anh em ạ. Mục nó luôn. Thành chính có cái gì? Ở đây là có một số những cái bản đồ. À, nhiệm vụ để cho chúng ta có thể follow này anh em này. À, ngon 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 ngon. Bổng lộc hàng ngày. Ôi, nhận luôn. Tội rẻ mà không nhận. Tiếp theo. Vượt ải chương 3. Trảm hoa hùng. Nhận quà treo máy chinh chiến 3 lần à. Ôi thì cứ follow ra đoạn đầu là chúng ta sẽ có thêm một số những cái phần thưởng anh em ơi. Được 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 đấy. Phần thưởng vượt ải nhận quà có trang bị này. Trang bị thì nó lại liên quan đến cái việc là đây. Mang nhanh luôn. Đây là cái gì đây? Ủa? Ngựa đích lô đấy. Đường nhà. Từ từ đã. Để mình xem có con nào mà nó xịn xó con bò hơn hay không thì treo. À nhầm. Trang bị vào đây cho nó chất chơi nhá. Chứ con này nó phẩm nó hơi cùi. Không biết là nâng xong nhưng nó lại phải reset thì ôi giời ơi. Trang bị con này có thể nâng cấp được đúng không? Xuất chiến rồi nào. Hết rồi. Tiếp tục là chiến đấu đây. Áo ma Canada phết anh em ạ. Thử xem là một mình con vũ có thể là cân được không nhá. Chiến đi. Trời ơi. Là trời. Đau phết anh em ạ này. Ây à. Trượt. 200 lượt free, level 25 là mở này, 45 cái lệnh thông linh. Xa trường điểm tướng, thần binh giáng lâm dùng để điểm tướng trong mưu tướng đàn có thể nhận bánh mưu 4-5 sao. Thế lực chỉ định, được nhỉ. Wow, level 25 là chúng ta đã nhận được khá khá vé chư mộ đấy. Vừa đài anh em ơi, tích cực quay tay vận may sẽ tới. Bây giờ là phải đi vừa đài cái đã. Chiến đấu nhỉ.
May là có Quan Vũ giai đoạn đầu đi vượt hải mình cũng thấy nhanh hơn. Anh em đừng lo nhé, kể cả là anh em không nạp ấy thì chúng ta nhận cốt ở giai đoạn đầu là cũng có luôn niềm Quan Vũ rồi, khá là ngon nha. Tiếp tục là khiêu chiến này thôi. À, mình đang thắc mắc là không biết là trong lúc mà mình đang khiêu chiến này mình có thể quay trở về được không, thì câu trả lời là không luôn. Phải xem hết cái màn hình chiến đấu đây. Đấy, sau đó ấn bỏ qua là nó sẽ ok la anh em nhá. Tiếp tục là khiêu chiến nữa nhở, giai đoạn đầu chỉ có thế thôi. Ở đây có cái gì đây? Cổ Chi, Triệu Hổ, Trương Lưu à? Hay Ngụy luôn này. Có vẻ như là ổn áp ấy. Xem meo tướng rồi nào. Mình check qua thử số vị tướng. Nhưng mà đây mình không thấy nó có hiệu quả ra trận cùng phe nên nó có cái gì nhỉ? Đội hình đề cử nó là cái gì đây? À, nó không cần phải ra trận theo phe đâu anh em ạ. Chơi kiểu nọ kiểu kia cũng được này này. Hộp Ngụy này. Quần cũng có này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. What the hell, ra trận được 7 em á. Holy shit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nhiều vậy. Ôi, nhiều đội hình đề cử lắm anh em ơi. Ồ, đây nó cũng có đề cử theo quốc gia này anh em này. Ồ, đề xuất cuối game nè. À, nếu như mà chơi theo từng nước một thì nó sẽ mạnh hơn. Ừ, nhưng mà phải về cuối game. Bởi vì là như anh em đã biết thì mình đã chia sẻ ở đầu video á, là nếu như mà chúng ta chơi mà kiểu như là bây giờ nâng cấp tăng bậc các kiểu á, thì cần phôi của chính cái quốc gia đấy. Thế mà bây giờ mà phải dùng mấy con phôi giai đoạn đầu thì chắc là chết, không nâng cấp được tướng lên luôn á. Thế thành ra là giai đoạn đầu cứ chọn mỗi quốc gia một em thì dễ nâng. Ngụy cuối game này. Thế này, đầu tiên thì chúng ta cứ chơi tân thủ đã này anh em này. Đề cử cuối cùng ma và thần này. Wow. Cuối game, đây chắc là đội hình gọi là mạnh mẽ nhất, toàn những siêu tướng này. Đề cử tân thủ là có Tào Tháo mình có luôn này. Oh. Lý Điển mình có luôn. Hoàng Nguyên Anh mình có luôn. Ừ. Toàn là tướng tím rồi này. Tướng tím tím. Đây là hai tướng cam, còn lại tướng tím. Thanh niên là tướng gì? Hoa Đà là tướng gì nhỉ? Hình như là tướng cam. Ừ. Sao lại Trương Liêu nữa nhỉ? À ừ đúng rồi, đây là mình nhầm với Tào Tháo. Hợp lý này, đây là ba Thục này, ba Ngụy và một Quần. Ui, chơi bố thì cái đội hình này khả năng là ok đây anh em ạ. Thế thì bây giờ là mình đã có đội hình đề cử đúng không? À đây là không có phần ra trận nhanh luôn cho mình nhỉ? Đề cử tân thủ này, Tào Tháo, Lý Điển, Hoàng Nguyệt Anh với cả Quan Bình á. Ờ, cái thằng đơ này mà nó lại chơi được giai đoạn đầu à? Nhưng thằng này xem nào, 4 sao, khả năng là thằng này dễ nâng này anh em này. Khi tâm chiến tấn công tăng 12% tỷ lệ bạo các kiểu nữa. Giai đoạn đầu như thế này thôi á, thử nâng bậc lên xem nào. Thế này ra chơi đội hình này có vẻ là ổn áp này anh em này. Thục, Quan Vũ, Triệu Vân. Ngày mai khả năng là mình sẽ có Triệu Vân. Bên này thì sao? Ui, đội hình nâng bậc này mình còn chưa có một em nào ở trong luôn á. Wow, hơi thốn nha. Lữ Bố đây này. Thôi được, chơi theo kiểu nhà nghèo anh em ơi. 1, 2. Có Tào Tháo đúng không? Mèo tướng Tào Tháo đây rồi, nâng cấp luôn, không có nhiều. Trang bị tí. Ô đây có cả skin nữa này, xem skin gì đấy. Hay nha. Tiếp tục tăng bậc luôn. Rồi. Ok, có thêm một skill nữa rồi. Ui à. Sao không có nâng x10? Ảo vậy. Ai à, mỏi tay nha, mỏi tay nha. Thế là mình đã có hai em tướng cam lên khả năng được level 100. Ui, level 111 rồi đấy này. 20. Ô. Nhiều ấy.
403k49. Sao ông này lại nâng được nhanh hơn nhở anh em nhở? What the hell? Ông này mới level 100. Như nào? À, đây là cột mốc tăng bậc. Holy shit. Ủa? Ủa? Cái gì đó sai sai anh em nhở? Sao mình đã nâng bậc ông này lên à? Ông này ẩn nhanh quá, không để ý anh em ơi. Thôi kệ, nói chung là cứ phải nâng bậc thì mới nâng cấp được. Trang bị. Ok đấy. Thế là hai em. Quán nào ở trong đội hình đề cử nữa nhờ anh em nhờ. Đây, Lý Điển này, Hoàng Nguyệt Anh và Quan Bình. Lý Điển, Hoàng Nguyệt Anh và Quan Bình. Quan Bình Lý Điển Quan Bình đây. À, chính là cái thằng cho giai đoạn đầu luôn. Khả năng cao là thằng này nó dễ nâng. Quan Bình, nói chung là mình sẽ nâng cấp lên level tầm 50 để nhìn cho nó dễ này. Lý Điển đâu? Lý Điển đây luôn. Ồ, dễ nâng. Rồi, Hoàng Nguyệt Anh đâu? Ồ, nhiều phôi, dễ nâng. Rồi, phá luôn. Đấy, thế là ok là đấy anh em ạ. Xuất chiến phát. Wow, lập đội đấy. 1, 2, 3, 4 và 5. Lưu đội hình. Star. Được chưa anh em? Ô, nhưng mà mình thấy ở đây đội kiểu rất chi là Ma Canada, nó xếp từ kiểu tổ ong, cho nên là anh em có thể tùy chỉnh vị trí các kiểu con đại biểu luôn. Đây cũng sẽ là một trong những cái chiến thuật mà nó khác biệt hơn so với những cái tựa game oánh đấm ở thời điểm hiện tại nhá. Miu. Cầu Phúc X10 phân nữa đi. Để mình xem là Cầu Phúc đến cái phần phẩm cam này nó được cái gì anh em nhá. Ở đây có cái gì đây? Một lần. Là trời. Ui, vẫn chưa đủ này anh em ơi. Thành chính, nhiệm vụ 7 ngày này. Thăm dò nhận luôn. Qua 7 ngày. Nhận ngay. Hết. Mai lại nhận thêm tiếp với em Tướng Ngụy. Phải không nhỉ? Ngày thứ 2. À, Tướng Ngô, không phải Ngụy. Ngụy là mình vừa nhận rồi. Hảo Hữu này. Quản lý Hảo Hữu. Lời mà các bạn đồng ý hết luôn. Không có thêm nhanh nhờ. Kết bạn đi anh em ạ. Đấy, có thêm điểm ngay. Nhiệm vụ hàng ngày xem nào. Còn gì nữa không? Sổ tay người mới à? Nhận luôn. Easter nhận luôn. Túi đầu mảnh nè. Chân cơ. Con thua bởi vì không thấy có trong đội hình đề cử. Thôi, bỏ qua luôn. Rồi, đi chiến đấu thử xem mạnh mẽ hơn tí nào nha anh em. Nhận thêm chút. Ra trận nhanh. 1, 2, 3, 4, 5. Ô, ra đúng luôn cái đội hình ấy luôn này. Chiến đấu luôn. Rồi, ok. Khoan, tại sao lúc này mình ra trận nhanh nó chỉ ra 5 em nhỉ? Tăng mưu hồn. Có thể ra trận nhiều mưu tướng. Cái này lạ nhé. Mưu hồn là cái con què gì nhỉ? Ok, con boss này. Bỏ qua chiến đấu luôn. Cứ là ok. Ôi, cái game này chơi hay phết anh em nhỉ. Nói chung là có nhiều tính năng khá là mới. Khả năng phải tìm hiểu thêm cho nó, mình sẽ review cho anh em nhé. Nếu như anh em mà yêu thích cái tựa game này và muốn tải game thì mình có để sẵn đường link ở dưới phần mô tả nhé. Anh em chỉ cần click vào đường link đấy là có thể tải game về chiến của mình nhé. Hiện tại thì mình đang chơi server 32. Nếu như anh em nào muốn chơi cùng server mình thì vào giao lưu cho nó vui nhé. Ok, còn bây giờ thì xin chào và gặp lại anh em. Bye bye.